Từ 6 tháng 9, người đi chợ, đi siêu thị ở Hà Nội thế nào khi chốt cứng 3 vùng? Sở Công Thương Hà Nội cam kết bảo đảm đầy đủ nguồn hàng và điều phối, cung ứng hàng hóa đến người dân trên địa bàn khi thực hiện phân chia thành 3 vùng sau ngày 6 tháng 9. Sau khi thành phố, Hà Nội quyết định triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại 3 vùng từ 6 giờ ngày 6 tháng 9 đến 6 giờ 21 tháng 9, Sở Công Thương Hà Nội vừa công bố kế hoạch đảm bảo nguồn cung và điều phối hàng hóa. Theo đó, đối với vùng 1, đảm bảo cung ứng hàng hóa cho khoảng 3,78 triệu người với 10 mặt hàng lương thực thực phẩm, gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, dầu ăn, gia vị, rau củ quả, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, 2 mặt hàng phòng chống dịch, khẩu trang kháng khuẩn và nước sát khuẩn, và 4 mặt hàng thiết yếu khác phục vụ trẻ em, người cao tuổi và phụ nữ. Vùng 1 sẽ có 78 siêu thị, 149 chợ, 5.095 điểm bán lương thực thực phẩm thiết yếu, 35 doanh nghiệp và 565 địa điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu có hình thức bán hàng trực tuyến, 927 địa điểm sẵn sàng trưng dụng làm kho, điểm bán hàng lưu động ngay khi cần thiết. Trong đó, ở vùng đỏ, khu vực cách ly, phong tỏa, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân, sử dụng lực lượng shipper, các lực lượng khác, phụ nữ, thanh niên, tổ dân phố, để đưa hàng đến từng hộ dân hoặc đến các chốt. Người dân được Ủy ban Nhân dân quận, huyện thực hiện phát phiếu mua hàng 2 lần tuần cho từng hộ gia đình trên địa bàn quận, huyện để mua hàng trực tiếp tại các điểm bán. Còn mua hàng theo hình thức mua hàng trực tuyến, các đơn vị cung ứng hàng hóa thực hiện giao hàng qua nhân viên giao hàng theo địa bàn các quận, huyện. Đặc biệt, đặt online chỉ ship trong quận. Mua hàng tại các điểm bán hàng lưu động trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân các phường, xã thông báo cụ thể thời gian, địa điểm, để người dân tham gia mua sắm. Vùng 2 có 10 siêu thị, 102 chợ, 1.178 cửa hàng tiện ích, 653 điểm bố trí bán hàng lưu động, 49 cửa hàng ga, 112 cửa hàng xăng dầu. Vùng 3 có 13 siêu thị, 198 chợ, 3.273 cửa hàng tiện ích, 838 điểm bố trí bán hàng lưu động, 304 cửa hàng ga, 242 cửa hàng xăng dầu. Theo Sở Công Thương Hà Nội, thành phố sẽ đảm bảo đầy đủ nguồn hàng và điều phối, cung ứng hàng hóa đầy đủ đến người dân trên địa bàn. Người dân yên tâm không cần mua sắm tích trữ, chỉ mua đủ dùng cho 3 ngày, tuần theo lịch đi mua hàng. Trước đó, chiều 3 tháng 9, tại cuộc họp thông tin về các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về 6 nhóm đối tượng dự kiến được cấp giấy đi đường. Công an Hà Nội đã báo cáo kế hoạch cấp giấy đi đường giai đoạn giãn cách mới gửi đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, phê duyệt. Theo kế hoạch này, người đi mua lương thực thực phẩm thuộc nhóm đối tượng số 5 được cấp giấy đi đường. Thẩm quyền cấp là công an phường, xã, thị trấn. Quy trình cấp giấy cho người đi chợ, siêu thị, cảnh sát khu vực lập danh sách các hộ gia đình theo địa bàn xã, phường, thị trấn quản lý, gửi danh sách cho cán bộ xã, phường, thị trấn để xét duyệt hoặc từ chối duyệt. Cán bộ xã, phường, thị trấn gửi lại thẻ đi chợ, siêu thị được duyệt cho công an xã, phường, thị trấn đóng dấu xác nhận. Cảnh sát khu vực gửi lại thẻ đi chợ, siêu thị đã được duyệt đóng dấu cho đại diện hộ gia đình theo địa bàn quản lý. Hà Nội cấp giấy đi đường mã QR, người dân lo lắng không biết thủ tục thế nào. Nhiều người dân, doanh nghiệp lo lắng, hoang mang khi thành phố Hà Nội công bố thông tin về việc cấp giấy đi đường có nhận diện qua mã QR vào chiều thứ 6 nhưng áp dụng ngay sáng thứ 2. Chiều 3 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch cấp sử dụng giấy đi đường trong thời gian thành phố tiếp tục giãn cách xã hội. Công an Hà Nội cũng cho biết đã hoàn thành và từng bước triển khai phần mềm cấp kiểm tra giấy đi đường có nhận diện bằng mã QR code cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Công an khu vực chờ hướng dẫn từ Công an thành phố. Sáng 4 tháng 9, trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Công an phường Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy, Hà Nội cho biết sáng cùng ngày, đơn vị đã nhận được nhiều cuộc điện thoại từ người dân và các tổ chức hỏi về việc làm giấy đi đường. Chiều nay, Công an thành phố Hà Nội mới tổ chức họp trực tuyến với công an các quận, phường, xã và có hướng dẫn chi tiết. Sau khi thống nhất về phương án, cách thức thực hiện, chúng tôi sẽ tổ chức tiếp nhận thông tin, danh sách và sẽ cấp giấy đi đường cho người dân, các tổ chức, vị lãnh đạo nói. Chị Nguyễn Thu Dung, 26 tuổi, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, sau khi xem thông báo về việc Công an Hà Nội sẽ cấp giấy đi đường mới, chị cũng rất lo lắng về thủ tục làm giấy tờ. Hà Nội giãn cách thêm 2 tuần mà bây giờ mới tổ chức cấp giấy đi đường thì quá gấp. Hôm qua mới ra văn bản thông báo, nếu ngày 6 tháng 9 đã áp dụng kiểm tra thì tôi lo sợ không kịp làm giấy đi đường, không thể đến công ty làm việc và không biết khi ra đường phải xuất trình giấy tờ gì, chị Dung nói. Theo chị Dung, sáng nay chị cũng đã liên hệ với công an khu vực nhưng họ cho biết đang chờ hướng dẫn từ công an thành phố.
Chị H quản lý một văn phòng đại diện của một công ty thiết bị y tế của nước ngoài tại Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, lo lắng khi nghe thông tin việc cấp giấy đi đường sẽ do Công an thành phố Hà Nội triển khai cấp cho các đơn vị. Cách đây hơn một tuần, doanh nghiệp chị vừa phải chạy đôn chạy đáo để làm giấy đi đường cho nhân viên. Tuy nhiên, với quy định này, toàn bộ giấy tờ xin cấp phép phê duyệt trước đó đều mất hiệu lực. Tuy vậy, khi tìm hiểu các đối tượng được cấp giấy đi đường, chúng tôi lo lắng vì không biết mình thuộc nhóm nào vì không có quy định nào cho doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp tư nhân được xin giấy phép, chị H chia sẻ. Tương tự, anh Quy, giám đốc một doanh nghiệp dược phẩm có trụ sở tại Nhân Chính, Thanh Xuân, cho biết đang hết sức hoang mang và cho giám đốc nhân sự liên hệ công an phường để hỏi thủ tục và hướng dẫn làm sao có thể đăng ký xin giấy đi đường cho nhân viên. Trong khi thông báo mới nhất của Công an Hà Nội cho biết sẽ áp dụng kiểm soát giấy đi đường ngay từ ngày 6 tháng 9, nhưng hai ngày tới lại rơi vào cuối tuần nên công ty cũng rất lúng túng để đưa ra kế hoạch đảm bảo sản xuất kinh doanh. Hiện tại, anh H cho biết đang thông báo tạm thời cho cán bộ nhân viên nghỉ làm vào thứ hai để chờ thông tin và hướng dẫn chi tiết có giấy đi đường rồi mới đi làm lại. Các chuyên gia, doanh nghiệp đề nghị cần phải có hướng dẫn chi tiết và thống nhất để triển khai đồng bộ, cân nhắc áp dụng việc cho phép những doanh nghiệp đã triển khai tiêm vaccine cho nhân viên được sử dụng phiếu tiêm vaccine như giấy đi đường.